Ngôi trường được xây trên xưởng làm búp bê. Alan cứ lanh quanh khu vườn trường đầy hoa cỏ. Khu vườn này xinh đẹp như một khu vườn của thiên đàng. Alan cứ mãi ngắm hoa cỏ khu vườn ấy mãi, vì cô vừa mới trở thành sinh viên của ngôi trường lâu đời này khoảng một vài hôm trước thôi. Sự bỡ ngỡ, vui sướng, hạnh phúc và cả ngạc nhiên khi cô đứng trước ngôi trường cổ kính khang trang bậc nhất của một thành phố xinh đẹp. Ngôi trường này, từ thời nhỏ cô đã mong muốn bước vào, và bây giờ ước muốn ấy đã thành hiện thực. Cô cứ mãi say đắm với vẻ đẹp cổ kính của ngôi trường, của khu vườn đầy hoa lá của trường, của những hàng cây già cao tít. Như thế, đến nỗi cô quên cả thời gian, quên cả không gian, quên cả bây giờ là 12 giờ đêm. Khi tiếng chuông trường gõ vang 3 tiếng, Alan mới bàng hoàng vì lúc này mọi ánh đèn tắt hẳn. Không ánh sáng, cô đứng bất động giữa khu vườn dưới ánh trăng lờ mờ. Mai ra cô vẫn có thể lần mò chậm chạp, nhưng cô mãi đi hướng nào, Alan cứ lần mò trong bóng đêm lờ mờ như thế. Bỗng trước mắt cô, một hình dáng bận chiếc váy ngủ trắng lướt qua nhanh. Trong phút chốc ấy, hình bóng đó ngoảnh mặt nhìn về phía cô. Hình bóng ấy nhếch miệng cười lạnh, gương mặt xanh xao hốc hác. Alan sững người vì chuỗi hình ảnh ấy. Cô như bất động. Trước mắt cô, đó là người hay là ma? Chưa kịp trấn tĩnh thì lại có một thứ gì đó rơi xuống ngay sau lưng cô. Ngoảnh mắt nhìn lên phía trên là nóc của tòa nhà ngôi trường cổ. Không gì khác hơn, ngoài bầu trời đêm, cô lại quay lại hướng cũ. Hình bóng vừa rồi không còn nữa, biến mất như không hề tồn tại. Có gì đó làm lạnh len lỏi trong người Alan. Từ trong bụi cỏ phía xa xa có tiếng loạt xoạt. Có thứ gì đó đang cử động trong bụi cỏ. Nó đang di chuyển về hướng cô. Là gì? Một bóng đen vụt qua. Alan ngảo nhào ra phía sau. Sau khi ngã nhào, Alan vội đứng dậy, nhưng có gì đó cứ chìa mặt cô xuống. Cố gắng nhìn, cô băng hoàng nhận ra vật đang giữ mình đó là một con búp bê nhựa cao như một đứa trẻ thật sự. Gương mặt đó thì khủng khiếp tới mức cô không dám nhìn nó qua nửa giây. Tay chân cô lúc này đông cứng lại. Cô không thể cử động dù chỉ là một động tác nhỏ. Cô lại nhìn mặt của con búp bê, một gương mặt với nhiều vết cắt chém, máu loang lổ tuôn
vết cắt. Cô không tin vào mắt mình nữa. Một vật vô tri vô giác. Vậy mà nó có máu ư? Alan muốn hét to thật to, nhưng cô không tài nào rời mắt khỏi nó được. Nhưng rồi đột nhiên nó buông thả cô ra. Cô bắt đầu cử động. Cô nhích dần cách xa nó. Một khoảng cách đáng kể. Con búp bê vẫn giữ nguyên tư thế đó. Mặt nó không nhìn vào cô nữa. Chuyển và mắt vẫn nhìn vào con búp bê. Nhưng đột nhiên nó ngước mặt lên, nhìn thẳng đôi mắt cô. Mắt cô, đôi mắt con giúp búp bê màu đỏ hoang dại. Rồi nó cười khanh khách. Tiếng cười vang lồng lộng trong đêm. Alan bắt đầu chạy bỏ. Con búp bê họ khuất gian trong màn đêm, chỉ vang vọng một tiếng thét thất thanh của một kẻ xấu xa. Một tháng sau, ngôi trường Doman nằm lặng lẽ như thế, trang trọng và cổ kính như thế, dù bên cạnh đó là những lời nguyền của những con búp bê ma quái. Susan nhìn chằm chằm tờ báo và ngước nhìn khắp các tòa nhà trong khuôn viên trường. Bên cạnh cô là một sinh viên trường. Cô hỏi cô gái bên cạnh Alan là tên của cô gái. Tại sao em lại nghĩ đó là lời chuyển của những con búp bê nhỉ? Chị không tin vào tờ báo này. Nó thổi phồng quá mức, nên chị phải làm rõ chuyện này. Alan lạnh nhạt cười. Màu da trắng của cô dường như mỏng hơn khi được ánh sáng mặt trời chiếu vào. Theo em thì chuyện đó có thật. Chị có muốn vừa đi vừa nghe em kể về một câu chuyện của trường không? Susan gật đầu. Được, vậy cũng tốt. Alan cười. Vậy chúng ta đi xem vườn hoa nhé. Alan trầm ngâm rồi nói tiếp. Ngày xưa ngôi trường này được xây dựng trên mảnh đất của một nhà sản xuất búp bê. Họ bán mảnh đất cho ngôi trường. Không chỉ thế, giờ còn là những sản phẩm bị bỏ lại. Từ khi xây dựng đến khi hoàn thành, không một ai để ý đến chúng. Và những câu chuyện ma quái bắt đầu xuất hiện khi một cô gái bị chặt thành nhiều khúc và bị nhét đầy bồn cầu. Không ai dám. Chỉ biết rằng sau khi cô đã chết thì con búp bê cô mang theo cũng biến mất. Lần cuối cùng còn mang nó là khi nó bên cạnh bồn vệ sinh cùng với hai con búp bê bị sách bươn khác. Rồi lại lần nữa, một cô gái thấy những con búp bê đi xung quanh tòa nhà ký túc xá. Cô gái đã kể với bạn cùng phòng, và sáng hôm sau, hai người họ nằm chết trên một vũng máu với đôi môi bị cắt rời. Có một cậu con trai tặng cho bạn một con búp bê
đẹp như thể là một con người thật sự. Nhưng sao hôm cậu tặng quà cho cô bạn gái thì không ai thấy họ nữa. Và khoảng một vài tháng sau, người ta tìm được xác của họ đã thối rữa và bị cắn xé khắp nơi. Và gần đây nhất, một cô gái tên Allen bị chết ngay trên vườn hoa của trường. Xác của cô bị chém nhiều nhát, nằm vũ gửi trên vũng máu. Bọn sinh viên hét lên kinh hoàng khi trông thấy. Nhưng khi cảnh sát đến thì xác cô gái biến mất. Người ta đồn rằng chính những con búp bê đã mượn xác của cô gái, và họ thỉnh thoảng thấy thân xác ấy lang thang trong trường, nhưng không ai dám đến gần. Họ lảng tránh, họ sợ đến nỗi phải bỏ học. Và khoảng một tuần trước đây, ngôi trường nổi tiếng này đã chính thức đóng cửa để giấu nhiệm những lời đồn tờ báo lá cải của chị đang cầm tung lên. Và nơi chị đang đứng đó là giữa khuôn viên trường. Nói rồi, Allen mở một cười ma quái. Cô gái tên Susan đứng bất động trước nụ cười đó. Allen, cô là Susan lắp bắp. Từ trong người Allen, một con búp bê người đầy máu chui ra, cười mang sợ nhìn Susan. Không lấy một cái